Chào bà con ha, bữa nay liệt lên mà cho bác này chú này đổ cho chú cái hôm hổm mình đổ hình như 150 thử nước rồi phải không anh Trung? Ừ, thử nước rồi bữa nay cũng đạt phải không? Dạ. Đạt rồi bữa nay mình đổ thêm 300 nữa. Đó mình đây, trên đây ba dèo mỗi dèo 50 nha bà con. 50 ngàn rồi còn ở dưới nữa. Thì còn thêm khu dưới 200 nữa hả, là tổng số mình đổ 650 ngàn phải không? Đúng rồi. Ừ, bữa nay là tức là bữa nay đổ dứt dạc là 450 ngàn khu này nha bà con. Quá đạt còn rồi dài bà con ơi. Cái hổm mình đổ 150 ngàn đó thấy sao chú đi thăm đạt. Sao? Bữa nay đạt dữ lắm, đạt rồi. Rồi mừng đi quá, mới kêu lên đổ nữa. Nếu mà không đạt chắc không đổ đâu hả? Chắc không đổ rồi. Gặp con chạy rồi. Quá đạt rồi. Được chắc cực không? Cực chắc cực đi tới thăm lui mỗi giờ hả? Mỗi giờ là đi phái đó đi thăm. Đi thôi. Đi vô rồi muốn đi ra ngoài. Chú ở đâu? Mình nói cái xã được rồi. Phường Long Hưng. Long Hưng, Cần Thơ. Này của Cần Thơ nha bà con. Thì hiện tại con cũng tới chỗ ông đổ cho chú vậy nè ha. Nó chỉ thực cho chú làm, nó giao cũng 300 đồng con, 10 ngàn thì cũng cho thêm ngàn, nó tới chỗ đổ chỉ thực cho con làm. Hình như cái khâu rồi bảo đảm cho chú một tuần lễ luôn, có sự cố gì con đổ tất cả hết 400-500 ngàn, gì có gì con đổ lại hết, con không lấy tiền ngàn nào nha. Quá đạt mà đổ gì nữa. Rồi còn con sẽ bảo đảm là con giống con nếu mà nuôi đi có lộn con đít nhọn mà 650 ngàn giống này ha, mà có lộn con đít nhọn là em chịu hết trơn luôn, dám hứa một câu luôn, đây dưới nhà em cần hiểu mà, anh biết mà. Ừ, cứ đi, em dám bảo đảm cho con luôn. Dưới còn cái nhắc bà con cái gì nữa, không phải nói mua để mà mua con giống của em đâu, thì anh nếu mà đặt cái vụ anh Trung này mà anh nói nếu mà so sánh mắc rẻ là theo, mà đặt cái vụ mua trứng ấp là lời dữ dằn lắm ha. Nhưng mà em nhắc với anh cái, trên đời này xã hội này từ xưa giờ không có cái gì mà rẻ mà ngon hết. Đúng rồi. Không có cái gì mà tốt mà rẻ hết. Đúng rồi. Ha, chú thì cũng lớn tuổi chắc con nói chú biết. Rồi. Thì không phải con nói tốt cứ mua ai đi, nhưng mà con đã thất bại là trên 1000 ngày rồi. Ha, thất bại trên 1000 ngày, không tin bà con thử. Cái ngày đổ giống này là cái ngày thành công hay không là cái ngày đổ giống này nè. Chứ không phải là cái mới có hỏi cái làm hầm rồi cái là mua trứng để ấp là thành công đâu. Không có đâu, mấy cái đó là con đã thất bại rồi. Nhưng không phải. Con đã thất bại chỉ qua rồi thì tùy, thì nếu đặt cái vụ bà con nào mà không tin ha. Bữa nào hoặc chú ở không á, xuống nhà con chơi. Con lo cho cơm chú ăn tối ngày ra cỡ thử coi nghe em bao nhiêu hộ một ngày điện mà mua trứng ấp á, cứu em liệt ơi, cứu em liệt ơi. Cái bằng liên tục hết trơn nha. Chắc đi không được đâu. Mê dạ. Quá rồi. Không có ý là có cái số mà đặt cái vụ hỏi làm hầm rồi thấy vấn đề ở ngoài mua trứng thì nó rẻ thiệt. Nhưng mà rẻ rồi nó hồi hỏi nó thành công chắc hay không? Chất lượng không bằng. Quan trọng nhất là cái thay đổi thời tiết này nè, bữa nay là lại là 650 ngàn con ốc này là con cho chúng hết trơn luôn, chú không có tốn đồng nào, con cho chúng luôn mà, con không lấy tiền. Nó quan trọng cái đó đó. Thì tùy nói với mua có ai cũng được chân á, nhưng mà tại vì cái thất bại con sẽ lên nói cho chú với anh Đặng Trắng. Ừ, tại vì mỗi một cái đợt mình làm hầm như vậy á, nếu mà nó thất bại rồi mình làm lại á, nuôi nó đạt là chỉ có 40% thôi. Nó mắc mình hết 60% rồi mà nuôi nó chặn ai lắm, nó chậm lắm. Cũng như cây mít nè, anh trồng mít qua một đợt hư anh đốn, anh trồng lại đợt hai nó có được như đợt đầu, em như em cũng cho tội nha. Còn anh em nào đó nói mà không tin đặt cái vụ giờ làm hầm đi, thì cái làm hầm là chỉ em nói mới có ghẻ dôi giật nước ra ghẻ dôi thì ai làm cũng được, thì nói nó có mới có ngày hay ngày gì sao thành công được. Em đã thất bại trên 1000 ngày nè. Bởi vì nói nhầm khi mấy anh em, trời ơi mấy anh em đi sao mà kêu cho tránh đi cái thất bại không, mà không chịu đâu, cứ gắn vô rồi bắt đầu tới trời mưa xuống rồi bắt đầu thay đổi thời tiết, tại vì trời mưa nắng là chuyện trời chắc ăn là thế nào cũng có trời mưa trời nắng. Đúng rồi. Không chạy đâu khỏi vậy, mình cũng không có khỏi nữa. Thế nào cũng đang nắng, thế nào mưa cũng phải chạy vô trời núp mà, không lẽ đứng ngoài sân. Thì nuôi con ốc này cũng vậy đó, bảo đảm mấy anh sẽ bị thôi, không có chạy đâu sức hết chứ, tại mình nó biết mưa nắng mà. Thì không phải nói mà để mua của em, mua ai cũng được chứ, nhưng mà nói cho tránh để thôi thất bại một cái. Không phải mà dễ gì làm đó, giờ anh Nguyễn Khu này anh làm mà không thấy khỏe hay khá cực. Trời trời, làm hầm nguyên cái khu 12 công này dữ dằn lắm chứ không phải chơi đâu. Giờ mình đổ, giờ con đổ. Con đổ thì chú xuống dưới, tại vì cái đường này nó quá trời xa, nếu mà đi vòng hết rồi quay cái YouTube thì nó dài lắm. Chú xuống chú coi cái ốc hổm mình đổ đó, hốc lên con đang so sánh này luôn. Tại mình đổ đây qua đó, mình đi xuống dưới mình đổ bển đó nữa thì đi vòng vòng. Mà đạt chú mới đổ thêm 500-600 ngàn nữa chứ không đạt đổ làm gì. Chú hốc vô cái tay nhẹ nhẹ thôi hoặc cái thao cũng được nha. Chuyện bụm gì đó coi chú ơi. Chú làm chuyện bụm gì? Tay bụm được rồi.
Ừ sao cũng được chứ. Tại cái khu này nó quá trời xa nè bà con. Quá trời luôn trời đây dưới. Đi chú nó đi thăm ốc tới mỗi giò luôn mà. Nên công nhân đi ra đi vô mà nó nhăn mặt luôn. Quá trời. Nhưng mà mình đã đam mê với mình đã thấy nó đạt rồi mình không mệt. Yeah. Lúc đó hai chồng là hai giờ khuya cũng đi ngoài bờ đó, nhầm khi người ta nói mấy thằng này vợ chồng nó làm như nó khùng quá vậy ha, nhưng mà không phải khùng, tại vì cái đam mê của mình làm đã được thành tích, đã thành quả rồi mình mừng lắm. Yeah. Như anh làm gì anh được anh mừng lắm, giống như buôn bán mở ra đắt thật mừng ấy, gầu thấy bà luôn hả. Bà ông 2-3 giờ đêm ông thức giờ nào ông lội vòng vậy đó. Này cái lộn có cù vàng nè, có cù vàng mà cái đít nó gì là mình mừng lắm á nè, mà nó nhớt nè. Con này có cụ vàng nha bà con, nó cảnh làm sót nhưng mà dài bà con nó sao nhứt mấy cái ổ đó nên bóp bỏ. Cái này là nguyên 12 mấy cọng này là toàn là bèo tay tượng không nha bà con, hình như em cho anh phải không? Dạ đúng rồi. Anh biết cho anh kỳ giống lê quay đổ hòn hổm đổ kìa tuốt dưới kìa, cái chú đang múc 150.000 đó là nó không có quay tại gì. Dưới bữa nay không có cho thấy mặt cái nhà nữa nha bà con, tại vì cũng thì nói vậy là bà con hiểu rồi. Chỉ có ông chú đây thôi. Xúc này em gần mà. Dạ. Em đi dưới hoài à. Cứ có gì cứ có thay đổi thời tiết cứ lấy ra những gì bữa nay em cho đó. Yeah. Cứ làm nhớ nha, em chỉ phải làm nha, làm nó mới thành công chứ không phải đặt cái vụ cái ngày này quan trọng nhất, nhưng mà em chỉ mà không làm là cũng không có được đâu. Yeah. Cũng không có thành công đâu. Cái nào em dặn trước đã là em đưa cho anh sẵn rồi, mà anh đói mà anh thôi thì cơm em bới sẵn mọi em gấp sẵn, mà anh chỉ dạ anh ăn mà anh không ăn anh than đói thì sao được. Phải không? Yeah. Phải dạ ăn chứ em đâu có đút anh được. Yeah. Chơi tới mình hết mình gì thôi rồi không làm được nữa thôi. Nhưng mà em nhắc một cái là đừng cho để bèo vàng. Yeah. Hay là cứ thuốc em những gì nói anh nó lấy ra làm xịt liền, thà không làm. Yeah. Không sao hết. Rồi nãy chú so coi sao. Rồi đâu chú so cái con giống của hổm nhưng bữa nay rồi đâu thốt lên chú coi coi phân biệt làm sao. Để xuống đây. Không có. Hốt có bự lên để anh tay. Để cho chú coi. Hai. Đó, con giống của hổm như bữa nay mấy ba tầng hả anh? Ba tầng hả? Trời con nó đến nó đều y như mình đổ luôn hả chú? Điều. Nó lớn rồi chú coi cỡ này mấy chục lần. Quá đã. Anh thấy giật mình ha chú. Nó đều y như cái ngày mình giao luôn này ha. Trời trời con này. Con nào như nấy à. Nhưng mà em nhắc tiền nào của nấy. Tiền nào của nấy, như đặt cái vụ anh mua, anh cũng như đặt cái vụ mình mua ton đi. Ba gem nó khác, bốn gem nó khác. Chắc nó vậy chứ bà con đừng phân bì nó cái mắt cái ghé. Vậy là hài lòng không chú? Quá đẹp. Nói chứ không hài lòng sao mà chơi tới 650 này hả? Điều. Nhưng con dặn đừng cho ăn gì cho nha. Rồi. Thả gì 4 tháng lộm. Có sự cố gì thì con bữa nay con cho chú cái ngày này là cái ngày quan trọng nhất, cái ngày đổ đạt, cái ngày thành công hay không là cái ngày này nè. À. Nhắc cho chú biết vậy đó. Điều thiệt, điều quá đẹp. Làm ý với con thì lắm mà làm khác nó không có điều đâu. Chứ cái nhất cái thứ hai nữa cái nguồn nước. Cái nguồn nước anh được không thoải mái rồi là nó không có điều bằng ta. Vì người ta 4 tháng anh khoảng từ 5 tới 6 tháng cái nguồn nước nó không đạt. Cái này thả vô nó lúc mới tới đây nè. Không mình gì cũng được. Vô vô ra đó. Giờ bắt đây nó điều. Nè, bữa nay mấy con vàng là buôn nghệ không này chú. À. Mấy con vàng buôn nghệ. Nè, gì là mới biết buôn nghệ nè. Nè, con nghe nghe nè. Ừ. Lúc nào con cũng vàng vàng. Nhắc bà con ốc lúc nào bà con gờ gì nè ha, nó nhớt, nó trơn trơn ha. Nhất nhất là ốc mạnh, ốc khỏe, ốc đạt. Mà dở là nắng gì một chút xíu nó gít gít. Nó đốm đốm. Rồi đó. Cái đó là đối với em không có sao chứ. Nhưng mà đối với các bà con chưa biết á thì mệt lắm. Nó mệt lắm nhưng mà trời đâu.
Ông Liệt, ủa ông nói chuyện nhiều quá hả? Đang nói chuyện đang cho đang cho đúng mà làm mà. Mà chứ làm mà. Chứ bà con học theo theo cái như là nhắc cái nghề của em thì chỉ nghề ốc thì em nói chỉ ốc thôi nha, nhắc bà con kêu Liệt nói cái khác Liệt không có nói đâu. Liệt chuyên nghiệp về có bao nhiêu đó, biết bao nhiêu, tại vì thất bại trong vòng trên 1.000 ngày đó thì trong vòng 1.000 ngày đó cái gì tốt cái nào xấu thì em sẽ nói cho bà con nghe hết, chứ kêu nói cái khác vậy mới đuôi ra tới đó đó. Còn anh em nào đã thấy vụ biết nghề ốc mà biết nghề khác nói nghề khác cứ nói, em không có biết. Ừ. Em không có biết, em không có nói được. Ngày nào biết ngày nấy ha. Ừ, ngày nào biết nấy thì tôi em con với con nói thiệt chú con cũng ngay con không có hơn ai chứ, tay nghề yếu xìu à, nhưng mà đối với ốc với bèo là biết hết. Giờ bèo này giờ hồi lúc mà con đổ ở dưới chú 150.000 là con biết ngày nay ba từng đổ ốc là bèo sẽ được cái gì mà đúng không? Hả? Đúng rồi. Đúng chưa? Chính xác rồi. Mà kêu con đổ sớm con đổ đổ. Chả bèo kìa. Chở chi cho nó cực khổ mà tốt nữa, hay gì đó mình vớt mình làm đi cho nó đỡ tốn tiền mà đổ tới nhân công nữa. Đúng nha. Ờ đúng rồi. Ngồi dưới chứ biết chơi là chưa ấy mà biết, tại vì cái đó đã con đã biết qua rồi. Cái xã hội này đặt cái vụ ai mà không muốn mà rẻ mà ngon. Đúng rồi. Ha? Đâu có món nào ngồi rẻ mà ngon đâu. Mà ai của ai mà không muốn nó mua cái món đồ đó tốt mà cho nó rẻ đang cho nó đạt cho nó thành công, ai không muốn. Trời ơi. Nhưng mà không có đâu. Xã hội này hình như quy luật hồi xưa giờ từ chú cũng lớn tuổi rồi phải không? Hồi xưa giờ cứ chú đời chú đời con cũng đâu có cái nào mà rẻ mà ngon đâu. Thì ta nói tiền nào của nấy đó. Giờ bữa nay con đổ bữa nay là chơi sát vô ngóm nữa nè. Vậy là xong, không có làm gì hết. Tại vì lúc này nó sao? Lúc này nó hết nó đã vô mùa, nó đã đi thuận theo nó rồi. Lúc hổm của mình nó mới có giao mùa ha. Ha. Nó mới có giao mùa, bắt đầu nó giao mùa là vô mùa đông mùa thương mình nè. Hai cái nó khác nhau lại mình phải làm khác. Còn lúc này nó vô thẳng rồi là nó đâu đó nó ổn định là mình làm khác. Chứ đặt ví dụ nhầm khi nó ôi ông Liệt nói vậy ôi làm y vậy không nha. Nó khác mỗi chỗ khác nhau, mỗi tháng mỗi thời tiết khác nhau hết. Đúng rồi. Thì bà con nói thì em phải nói mà để mua của em trong vòng 1.000 ngày đó, 1.000 mấy ngày đó em sẽ xây tour hết, ngày nào tháng nào nó sao sao em sẽ xây tour hết. Rồi anh theo anh học theo bao nhiêu ngày nữa mới bà nghe. Cái gì gì mình bỏ ra một cái công sức đặt cái mua bán gì mình bán lâu năm rồi mình mới hiểu cái món hàng đó nha. Chứ đặt cái vụ mới nhảy ra anh chưa biết được cái mấy món hàng đó, chưa có hết món không biết món cái mặt hàng đó. Thì anh trong nghề anh cũng biết, anh nói gì anh hiểu đó. Anh không hiểu anh làm hầm, gặp anh tính toán làm hầm hết khu này rồi mua trứng đâu có nhiêu tiền. Phải không? Chứ để bỏ 600.000 ốc này phải nhiêu tiền. Nhưng mà mình phải nhớ lại 650.000 này mình có sẽ ăn được 500 hoặc 400 em thí dụ đi, còn cái kia nó ra ghề mà cuối cùng nó có được không, nó cái đó là mới quan trọng đó. Chứ còn cái mắc rẻ đừng nói sau đó cái thu cặp dép nó còn mấy con á, nãy để cái thùng nó nằm ngoài ở đó cái chân đó mạnh mấy cái đường chứ mạnh lẽ tới đó là chứ. Nó chơi chứ em canh ngày em đi mà đâu có dám được. Hai ngày nữa là em không đi, em phải canh nó đúng trên đó. Đúng rồi, phải đi. Tại khu hổm mà anh thấy nó chưa có gì trơn, em không dám kêu anh quất 200 bển bữa nay luôn. Thấy chưa, không được, chứ bèo chưa có. Nếu mình để đằng chi biết sao, mình để đằng chi mà lỡ cái bèo bánh thiếu á, mình vớt bên đây đem về bển. Hỏi đi xin xuống em, đi xuống em thì anh phải tốn xe tải rồi này kia mất công tội nghiệp á. Nhiều lúc mình lấy mình đưa cho chồng. Gà nè. Gà nè. Ở chồng này là chạy chung là ok hết trơn. Rồi giờ mình đi xuống dưới qua bên đó mình thả hai cái gì đó. Cái này 650.000 con ốc này là của chú là nó y gan một khác một luôn. Mình đem dưới chú ơi, bỏ nó xuống đây đi. Đây để còn cá cho. Không lấy hên tay à? Còn chặt. Vậy giờ nếu chú nhớ cái chỗ này chú giặt nó mau lớn, phi phi cho. Hên tay à? Nó mạnh ha.
đẹp luôn. Gì nữa ha? Đó, chứ chú lắc lắc mà không được đâu. À, hốt gom gom này, chú lắc lắc đổ xuống thì nó dễ rồi. À, mà không có được, lắc lắc xuống cái nó không có còn con nào nữa. Ê, khác lắm chú. Đặng biết. À, chú gì nè, chứ chú đừng lắc. Chúng ta để xuống nha. Dạ. Măng công nhận cái nó trời. Thôi của mình khen tự mình khen hả? Kỳ quá, nhưng mà được cái theo như ý mình thôi. Đây nè đó. Tại vì nói rõ là con nó thấy cũng đạt, nhưng mà không biết là mình thấy nó đạt đó, nhưng mà hát cái tiền trời trời con này trời. Đi xuống rồi. Ốc chị con này mới để xuống rú gâu. Thì bà con nào đặt cái vụ mà tin tưởng Liệt làm những gì đúng theo đó, chờ, nếu mà chờ được cái ngày đổ giống này đó là bà con sẽ thành công nè. Tại vì chú coi đi, phụ nữ con chỉ người ta làm không được mà. Đúng làm rồi, được. Thấy cái cô gì đó. Nhưng đó, mà quan trọng nhất là cái ngày đổ giống này là thành công hay thất bại là cái ngày đổ giống này. Tại ngày đổ giống này con mới lại con chỉ, nước thay đổi thời tiết, nước nôi bèo này kia hết. Còn cái làm hầm hay làm được, chú bây giờ chú khỏi hỏi con chú làm được nữa. Trời ơi, thấy chứ để làm hầm khó đó. Thì luôn, mới luôn hả? Trời ơi, hai rồi không? Thôi. Tại vì mê. Mê hả? Mê là lội ra, vô nhà rồi. Bà con thấy Liệt cho bè tự tưởng kìa. Như ý luôn. Cái bè tự tưởng nó không có bị, mà nó diễn ít, nó bị ngủi á. Trời ơi, nó nằm trên này ha, rồi lấy bỏ xuống. Đâu, bỏ xuống chú ơi. Nó dính trên bờ là sợ á. Trời ơi, vài bữa nhóc hết trơn. Thay đổi thời tiết á. Cứ chú có gì thay đổi thì cứ chơi thoải mái đi. Rồi. Có gì xuống mà con cho đấy với giờ nghỉ hoặc. Rồi vậy cảm ơn. Chơi thoải mái đi. Đi qua bên kia đi. Dạ, đi qua bên kia được thay thảo đây đây đi sắt đây con lấy sắt rồi con sắt ra. Để nó dặn cái là nguy hiểm lắm chú ơi. Nhưng mà con ưu tiên nhất là khách hàng của con. Nha, khách hàng con ưu tiên dữ lắm. Cái gì? Cái gì cũng phải vậy thôi phải không em? Cái gì nó cũng phải vậy, của bệnh rồi mình săn sóc trước hết. Bà con ngoài còn cái kia cũng con cũng săn sóc lo nữa. Nữa con lo nữa, mà mấy ông lúc nào cũng kỳ kỳ hết trơn á, tới chừng quá trời rồi tới công chuyện rồi mới điện con. Tới điện con thì nó hư hết 70% vậy rồi, còn 30% rồi hầm nó thú quắc ở dưới luôn. Thì nói vậy đó, không phải nói là để mua của con, mua của ai nữa chạy giờ tao bán nhiều lắm chứ đâu có con đâu. Nhưng mà con đã trải qua được trên 1000 ngày thất bại. Cũng mua bằng tiền đó. Trời ơi, hết cũng chạy. Thất bại cũng mua bằng tiền mà thành công cũng mua bằng tiền. Nhưng mà cái thất bại thành công là do bà con. Do bà con chọn, do bà con làm. Ý bà con biết rồi. Em chỉ là thành công hay không nhờ, anh chỉ ở bên đây là ok nè, đều vừa vừa nè. Nó hơi dư không? Không được rồi chú ạ. Tại vì cái này có nửa dèo hả? Con tính theo tỷ lệ đó kìa. Rồi chú coi cái này nữa, nó coi nó gan bên kia. Chú giống ba con đó, ông mê ốc dữ lắm. Ba con 74 tuổi rồi. Tôi ổng gãi ổng vớt cũng bán được ba mấy 40 ngàn, ốc bự 40 ngàn. Tôi nói với con tôi hoài à, đâu nói sao mà mình ấy thằng long lên quá hả? Được chưa? Đâu có gì. Nó chưa, anh Liệt nó tới chừng nào mà đúng là anh lên à? Đúng là lên. Nói con ngồi canh bèo chú không mà chú biết rồi. Ủa, biết kia còn một quặng thôi. Đùa nó ra cái chả cái gì nó coi đó. Em anh coi đi.
650.000 con ốc mà nó mượn chính không chứ không bao giờ anh coi, anh thấy không? Không có khi nào mà gặp đứa anh làm chắc cỡ 10 lòi á. Dạ. 10 cỡ à. Dạ. Anh coi đó nãy giờ mình thấy à. Điều mình mới ra cái kia điều, nhưng mà còn thiếu cái nước mình nữa. Cái nước là quan trọng nữa. Nhưng mà quan hình như làm cái này nó ba cái yếu tố hả? Nhất nước, nhì bèo. Thứ ba nữa thay đổi thời tiết rồi xong. Ốc này nó không có tính quản gì, thay đổi thời tiết nó thôi, nó nổi nghiêng thôi chứ mình lấy mình sử dụng xuống nó hết rồi. Mà cái đó con cho chú mà chú có mua đâu mà phải xuống xả. Chơi đi. Chú chơi hả? Chơi đi, hết xuống con cho. Cái hàng là số 1. Đầu tiên hả? Đầu tiên cho khách hàng. Còn anh không có khách hàng cũng lo nữa, nhưng mà không bạn. Lo một lần thôi nha. Không có cuộc khác thôi chứ không ra bắt con lo hoài sao được. Cũng như chú mua đồ chú khác bắt con bảo hành hoài sao bảo hành. Con sửa chú lần thôi. Tình nghĩa là sửa lần rồi. Nhầm người ta không sửa nữa hả chú? Nhưng mà con sửa chú ơi. Vậy nó mới bền được đây. Vậy chứ sống mình con người với nhau mà. Người ta chết. Con nói chú chết có đem theo được cái gì? Không có đem theo tất cả gì, tới nút áo còn lột. Cái nhà mình nè, mình cắt nhà cao cửa rộng, chưa chắc mình ở tới suốt đời lấy quay mình chết mình xuống đất rồi. Ừ, nó không có ở được nữa chứ thua gì. Được cái gì đó. Tới mùa mưa này con bắt đầu cứu nhóc chân cho chú coi nha. Điều dữ hả? Điều có một cái kêu là nhà con cho chú ơi. Để con đâu có thời gian đâu, con phải cho mà bắt con đi tới chỗ nó đâu được. Con phải đi mà chú con lụm. Anh em nào được tới nhà thì lại cho nha, bà con nào cái gì. Chứ còn bắt đi phải đem thuốc lại tận nhà nữa chắc không được. Nó tại vì công việc em còn nhiều quá trời không chú. Đó là quá nhiệt tình rồi ha. Chứ đâu còn đem tới nhà nữa. Tới nhà. Đem tới nhà nữa. Đổ giáp hết trơn, còn bắt đầu mình mới đi đảo lần quận. Đi nha, đi giáp rồi. Chúng ta chú lụm giùm con nha. Rồi. Đổ giáp. Sao quá tới không? Hơi sâu quá. Được, anh đi được. Giờ 650.000 ốc mình đổ vậy, bây giờ anh cứ gào, anh gào lưới bơm mưa gì rồi cứ bắt lại ra, anh bắt mượn năm nữa chưa hết. Tại vì nó bắt đâu hết nên nó đẻ lại ra nó nở tự nó nở xuống á. Nhóc hết. Của em tới giờ còn nhóc đó. Đâu hết đâu. Cái này hơi xa cái gì. Con được, con làm được. Đâu có phèn. Có phèn là cháy mấy này chứ. Mình dễ xứ vô hả mà. Rồi, vô còn nữa kìa. Đâu một đống. Thôi giờ mình nghỉ vậy chú ơi. Sau này có gì mình tính khác. Tại vì hôm trước gãy với sông, gãy với mương, rồi gãy trên bờ luôn. Cái 200 bên kia chắc khoảng 3 tuần trở lại em lên đổ anh. Bèo mình cứ ổn định phải không? Mấy là sông ổn định đó. Rồi. Phải biết ấy, biết mình làm luôn bữa nay ngon quá ha. Dạ, không chưa làm dèo. Tại vì ổng chưa có cái. Thôi mà khoan, hay là mình làm điện hay làm dèo. Nãy giờ thùng này nó 3 thùng thấy nó ok.
nó một cỡ rồi hả anh Trung? Dạ kỳ vậy. Người bỏ lấy sàn sàn hay gì mà đều quá vậy. Chú muốn đều chú làm cỡ ngàn mấy ngàn như con nhưng mà chú biết chuyện đó. qua gì đó một nói 3 năm thì nó ít thế anh Trung. Mà nó ngàn mấy ngày quá trời luyện nó mới dốc quá mà nó dốc nó bán giống hay gì mà. Như cái lúc đó chưa có thời YouTube, lúc đó là còn điện thoại không à. Phải lúc mà lọc đôi bông quay đồ đó là giờ quay lại cho bà con coi ha. Còn điện thoại bàn nha. Đúng rồi, như ai mà có cái cù bắp là quý lắm à. Con không biết. Hồi đó có chụp hình thôi. Đúng rồi. Phải có quay lại cái thời điểm thời khắc lọc đôi bông vợ bán nó thất bại đó. Cấp vợ chữ rồi nè. Không, vợ con không có chữ nha. Nó lòng lòng lắm nhưng mà nó hơi buồn. Tại vì từ cuối cùng rồi mà còn đôi bông mà chơi luôn. Chơi luôn. Cái đôi bông tôi không còn lột nữa. Rồi nó quay ra đi mừng mướn rồi. Đặt cua, bắt ốc mừng mướn. Nó còn cái thành công rồi đâu còn tiền đó. Em ở đâu Liệp? Dạ ở cái Găng Cần Thơ. Ở Găng đổi Găng 2 chạy vô khu di tích Thủy đoàn Tây Đông Phú Lớn. Anh gõ trên cái bản đồ anh là có đó. Sạp trên tiếng Google gõ. Phúc Trọng có khu di tích Thủy đoàn Tây Đông Phú Lớn. Rồi vô đây tôi. Này có mấy con tôi lụm tôi. Đổ vô đó. Đổ gọn mình đảo lên đây cái nữa. Coi coi nó có tha ga làm sao ha, làm sao không? Chẳng biết mình tính nữa. Chúng ta mới đây mà kêu xì. Đi chứ, đi chứ. Ơi. Qua anh coi mấy trăm ngàn này coi nó có lợp cái thùng nào không? Sao nó đi băng hả? Đâu cho lợp được anh? Dễ gì? Trăm từ ngày mà. Nghe gào gào. Nghe sợ sợ sợ. Căng không cho nó là đuối á. Không biết cái chân em là chân đi mày ghé tới giờ tôi ngoài đây không? Dạ. Em đi đâu cũng muốn biết về gì cao mày bảo phải không? Bạn bè anh em ra này ở đây dưới dưới mình thấy rồi cái mình đi đâu biết mình muốn biết về mình ra mình thăm tranh thủ về để về coi chứ. Biết chứ, tại cái đó là lúc đó là em vậy mà. Như cái đam mê mình làm được rồi cái mình mừng. Thấy chứ, hồi mình cũng trồng em lên lắm mà. Mình cũng có sáng lên rồi sao, ghe yeah, sáng. Bên kia là em cũng qua đây thăm của anh. Yeah. Qua đây thăm mình đổ đây cái gì mà bán nên về đây thăm. Đây. 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 Đây.
trên chỉnh nó xa quá cái nó. Nó nước nó bạc nó có nhiều. Cái này nãy giờ đổ là thấy nước bạc không nè. Nè, nước bạc nè. Nó hay đục 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 á. Hả, nó hay đục đục, cái bèo nó lọc lại nó trong lại là tốt. Còn đương không nước nó vô trong khèo rồi bèo lọc nó thấy nó trong như tới đáy ha, cho nên là phèn á. Cứ cọp cây con cứ thả bình thường không sao. Tin tưởng ha. Giờ YouTube mình biết rồi. Khách hàng của em thành công nhóc hết trơn. Phải mà đặt cái view dòm ông Liệt ông nói không mà không có hay là rồi thôi đừng có làm, chạy không đi, ông nói dốc rồi đó. Nhưng mà mình đã là tư dự nói được làm được thì mình tín nhiệm. Còn kiểu đặt cái vụ nói mà đặt cái vụ nói để nói á, ai nói cũng được, cho em nói với anh á, ai nói được anh nói chú nói cũng được, tất cả ai nói cũng được hết trơn. Quan trọng con có làm được hay không, cái đó là cái mấy quan trọng. Sẽ 3 tầng nữa em sẽ đổ là tới đó là bèo sẽ lên là nó sẽ như vậy vậy đó, cuối cùng thấy không? Đúng luôn. Không lệch luôn. Biết cỡ đó đó mà còn chưa còn muốn chết nữa đừng nói chi mà nó bóng nó gió rồi sao được. Gió nha. Chứ nó không phải mà nó dính dáng gì ngóc kia chứ nè. Ốc này tức là nó có bèo mình dưới này nè. Thường nó có bèo này là có. Không có dính dáng gì. Cứ làm thoải mái đi. Bao cái đó cho chú mà. Chứ có gì nữa anh hấp chú với anh Trung lấy gì chơi biết nhảm luôn. Thank you.
đúng rồi, bà con đi rút cuộc kêu bả đi sắm cây vàng cây hả? Bởi sắm từ cây vàng mới nó vàng tới 50 triệu cây lại mà tiền đâu sắm, để tôi không nha. À, vậy em đưa 50 triệu mà còn dư 15 triệu hắn lại hạng già em giật mình luôn á. Vài trăm vài trăm vậy hả, ngày nào được băng vậy chứ không có nhiều, nhưng mà nhiều ngày, nhiều ngày số lượng khủng không hay ha. Ừ. Nữa ông già đi chơi hả? Tự nhiên mới chơi lấy quay mình qua lấy quay mình làm cái mình muốn mượn tiền không ai nữa. Nó đang mày quá chứ tao là có dư đó. Cái này mình 4 tầng nữa mình mới hạ ra cái hạ ra là cái bèo đó chắc. Mình rùa lên chảnh cho nó cái chảnh nghe cây hút nha, cho nó thưa cái chỗ lỗ này. Ha. Rùa lên lấy cạo ra không kịp tới chứ. Giờ mình vòng qua đó đổ cái nó chạy lên. Mình đi xuống dưới hả? Đi lên đi. Chắc cùng đây. Không kịp chứ, không kịp. Còn cái dưới con này nè chú. Đây, mất mất đây. Coi này cái thùng cuối cùng nè, đi quá. Đi gan luôn ha. Thì nãy giờ nói chung cái clip này cũng hơi dài nha bà con. Thì clip này bữa nay em đổ cô cho anh Trung thì cũng rồi. Xin chào bà con, hẹn gặp sau.